hôm nay cuối tuần và nhà ốc đang đi nghỉ ở một nơi rất là xinh đẹp, có view toàn cảnh để ngắm thành phố từ trên cao. Và các con thì đang bơi, còn ốc thì sẽ tranh thủ nói cho các bạn nghe về một thương hiệu mà ốc rất là yêu. Và thương hiệu này cũng có mặt tại kệ của ốc mama, đó chính là Cossu. Và đây chính là bộ đôi mà ốc sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Chắc là cũng rất là quen thuộc với các bạn rồi. Đây chính là dòng sản phẩm cũng đã ra mắt lâu rồi, và nó vẫn giữ được một vị trí nhất định đối với những ai là fan của Cossu. Kem phủ tuyết Cossu Luxury Anti Wrinkle and Whitening Cream là một dòng kem vừa giúp chống lão hóa lại vừa dưỡng trắng. Và đây là một cái dòng siêu mới của Cossu, và nó sẽ là một cái dòng serum để giúp cho chúng ta có thể dưỡng trắng sâu, cung cấp năng lượng cho làn da của mình và làm cho da của mình nó sáng bừng, đầy sức sống, đồng thời cấp ẩm cũng rất là đỉnh nữa. Thì sự kết hợp giữa một sản phẩm đã ra mắt lâu rồi và một sản phẩm mới toanh sẽ đem đến điều gì thú vị? Đầu tiên là em này, đây chính là dòng serum 4.0 Time Revolution, là một cuộc cách mạng về thời gian mà dòng serum mới nhất của Cossu sẽ dành cho làn da của chúng ta. Nó sẽ làm cho da của chúng ta được tích hợp một nguồn năng lượng thật là dồi dào. Và đây là một dòng serum có khả năng dưỡng ẩm rất là sâu. Ngay lập tức một cái lớp dầu nó sẽ bám ở trên da của chúng ta, và bạn sẽ cảm thấy là da của mình rất là ẩm. Đồng thời những cái phân tử từ glutathione sẽ thấm xuống từ cái tế bào phía dưới da của chúng ta, và nó có khả năng cải thiện sắc độ da của chúng ta một cách rất là hoàn hảo. Bởi vì glutathione được xem là một trong những cái thành phần mà nó có cái khả năng làm cho da của chúng ta sản sinh những cái sắc tố melanin sáng màu. Và cái phức hợp kép glutathione complex ở trong dòng serum 4.0 này nó có thể làm rất là tốt việc dưỡng trắng sâu cho làn da của mình. Đồng thời là nó sẽ xoa dịu những tổn thương ở trên da, đó chính là vì trong đây nó có thành phần từ vitamin B5. Vitamin B5 được xem như là một loại thuốc điều trị dành cho da rồi đó các bạn, nhưng mà nó lại được tích hợp như một cái cách để bạn dưỡng da và giữ cho da của chúng ta luôn ở trong cái trạng thái bình ổn nhất. Bước tiếp theo đó chính là dòng kem phủ tuyết Cossu Luxury Anti Wrinkle and Whitening Cream này. Bởi vì trước đây khi mà nói tới cái dòng kem phủ tuyết này á, thì thường lúc nào ốc cũng phải nhắc các bạn là dòng này á, nó dưỡng trắng rất là tốt, nhưng nó sẽ hơi mạnh một chút và nó sẽ dành cho những người có nền da phải khỏe, nền da phải chắc. Nhưng bây giờ thì bạn không cần phải lo nữa, bởi vì nếu như ai có da hơi yếu một chút hoặc là đang gặp tổn thương một chút thì bạn sẽ xoa dịu làn da của mình bằng serum 4.0 để đảm bảo rằng là da của tôi sẽ thật sự sẵn sàng để tiếp tục đưa vào những dưỡng chất tiếp theo để giúp da của mình sẽ dưỡng trắng sâu hơn. Cossu càng ra đời những sản phẩm mới thì họ càng cấp tiến, và họ sẽ biết cách để mà giúp cho những dòng sản phẩm đã ra đời từ trước với những sản phẩm mà mới nhất sẽ trở nên thật là hòa hợp, và bộ đôi này sẽ thật sự phù hợp cho những ai muốn cải tạo làn da của mình để giúp cho da của mình sáng bừng, nhưng không phải là kiểu trắng bóc và thiếu sức sống nhá. Nó sẽ tràn đầy năng lượng, ẩm mượt và giữ cho da của chúng ta luôn tươi trẻ.